có gia đình, có con thơ hạnh phúc. Vậy mà tại sao anh còn nói yêu em? Anh đến bên em cho em một tiếng cười, nụ cười hoa trong dòng nước mắt. Đời sao quá bon chen, làm thuê đánh khách tháng ngày đơn độc mẹ ơi. Nhìn cuộc đời nổi trôi, người con sáng tính dạ dày. Ngày cứ trôi vô tình cuộc sống riêng cây bưởi Nam Hồng Phúc Kiến Trung Quốc. Đèn mờ lấp lóe sau lưng, bàn chân lẽ bước lê thề lúng trời ràng đông. Gió trời thôi ví vu, hàng cây ướt đẫm sương mù. Kìa có con chim trời gọi tiếng. Bắt đầu cho quả bói. Đây là Hà Bình Ngon xuất cây về Nghĩa Đàn, Nghệ An. Là khách là có người nhà ngoài Hà Nội. Đàn đau thâu đêm, đưa rồi cây cùng chi kỷ. Huynh đệ ơi, huynh đệ ai? Cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hồi ấm về đây, chẳng hồi thăm thế sao? Một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên. Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Huynh đệ ơi, anh sẽ quay về. Mi pa ru 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 ru. Mi pa, ах как вкусно, ням ням ням. Mi pa, ru 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 ru. Bán hả? Vậy bán bao nhiêu, giá bao nhiêu? Hiện nay nếu mà chỉ có ra cái cây này thì cũng có nhiều anh em ta cũng đang trong cái tầm nhìn của họ rồi. Thì cây này hiện nay nếu mà chỉ ra thì khoảng 7 tỷ chỉ mới ra. Gì? 7 tỷ. 7 tỷ? Dạ. Thiệt cái đùa hả chị? Dạ rất là thiệt. Vì sao chị đưa ra một cái giá khủng như vậy? Tại vì giá khủng như vậy hiện nay là có một cái đơn vị đó đã mua chị nào 5 tỷ chứ không bán. Nhưng mà bây giờ chị bán 7 tỷ. Chị nói thiệt không chị? Không, chị nói thiệt. Nhưng mà lý do gì sao mà có một cái cây như bonsai như thế này, em nói đọc thì đọc, lạ thì lạ, đẹp thì đẹp, nhưng mà nhưng mà sao, nhưng mà có người trả 5 tỷ, chị nói thiệt không vậy? Không thiệt. Tiền là tiền là Phật, tiền tức bật rò xa, tiền thuốc đo lầm người, tiền nụ cần chủ chữ, tiền sức khỉ chủ già, tiền cái đà danh vọng, tiền cái lòng chi thân, tiền cái công công lý, tiền hết tính buồn đời. Có người yêu mang tên Hồng Ngự.